cái nhà thôi. Ôi, được rồi, thế thôi. À mở chân ra hả đưa mẹ. Lên lên này, đây này, chân đây này. Rồi. Ly ơi, con xuống dưới bếp lấy rổ cho mẹ nha. Xuống lấy bếp dưới bếp mẹ lấy rổ cho mẹ nha. Đây. Rồi, đứng lên con, đứng lên, đứng lên. Lên xuống bếp lấy rổ mẹ đưa lấy cây nha. Nhanh đi con, để đói bụng đi. Bữa nào ông chọn mày xem. Bữa nay á, để mày bẻ đây cho, mày bẻ đây cho nha. Đấy. Ngọt quá. Ngon không con? Ừ. Không cho mày ăn đi. Cái gì hả? À, có ai ngồi kia đâu? Không á. Qua không dùng dao không ạ? À? Dùng dao mới cắt được cái này ăn. Để xuống đây ăn quả quýt trước đi. Hay để xuống đây chờ mẹ nha. Để xuống đây chờ mẹ mà xuống lấy dao đã nha. Chờ mẹ tí, mà xuống lấy dao nha. Ngồi chờ mẹ tí. Ngon quá hả? Nhiều quả quá mà đúng không? Sớm đi á hả? Ừ. Ừ. Nó ra mà ra chơi con. Nó ra mà ra chơi. Đi ăn nữa không? Ngon quá.
nghe mới ngon mà đúng không? Nãy đi ra chợ mọi người cho trái cây nhiều quá, giờ chưa đói lắm đúng không con? Hôm nay là thôi nha, thôi mày dọn nha, tí ăn nữa nha. Đi ngồi đây ăn đi nha, mày dọn này xuống nha. Ngồi đây ăn đi, ngồi đây ăn đi con.